Bình thường mọi người sẽ bảo là giao tiếp thì bình thường thôi, có gì đâu mà cần phải học đúng không, có gì đâu mà cần phải improve. Rõ ràng là cái việc giao tiếp và cái việc giao tiếp tạo ảnh hưởng và việc giao tiếp để tạo ra được cái kết quả, nó sẽ là từng cái cung bậc, nó sẽ khác nhau. Mọi người có nghe cái câu chuyện là mua dưa hấu không? Có hai anh, một anh A và một anh B. Nôm na là như vậy. Một anh A thì ảnh đã vào công ty rất là lâu rồi, ảnh vào công ty trên 3 năm rồi. Và một anh B là ảnh mới vào công ty khoảng 1 năm thôi. Thì một ngày nọ thì anh B ảnh nhận được một cái thông báo là ảnh được thăng chức. Thì anh A ảnh không phục và ảnh chạy lên hỏi sếp là tại sao sếp thăng chức cho anh B mà không thăng chức cho em. Em cống hiến rất nhiều, em làm ở đây 3 năm và em nghĩ là cái cống hiến của em trong 3 năm đó nó phải nhiều hơn anh B rồi. Sếp mới nói ok, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy là như thế nào, là xứng đáng hay không xứng đáng. Thế là sếp gọi anh B vào, sếp bảo là hai anh đi ra chợ mua cho tôi trái dưa hấu đi. Anh A lập tức phi nhanh, không cần biết gì cả, đi mất dạng luôn. Anh B anh ở lại, anh sẽ hỏi là sếp muốn mua trái dưa hấu đó màu gì, sếp muốn mua bao nhiêu ký, một cái quả dưa hấu bao nhiêu ký, sếp muốn mua quả tròn hay quả dài, sếp mua tặng hay là mua ăn, đúng không? Rồi ngân sách của sếp là mua trái dưa hấu đó bao nhiêu tiền. Sau khi có tất cả mọi thứ, anh B đi ra chợ và mua về một quả dưa hấu được gói cẩn thận trong một cái giỏ hàng và đưa về cho sếp, trong khi anh A mang về một cái quả dưa hấu tròn và là siêu to khổng lồ. Thì sếp mới nói là đây, cái quả dưa hấu này là quả dưa hấu tôi cần. Thì anh A mới bảo là sao sếp không nói. Đấy, có nghĩa là đừng expect rằng người ta sẽ nói với mình, mà mình phải dùng cái cách giao tiếp của mình để mình lấy được cái thông tin và cái làm sao để mình hiểu được là đúng cái mà người khác cần.